Kim Jae-kook, chàng lãng tử đầy cuốn hút và hành trình ngôi sao nở muộn. Kim Jae-kook chính thức bén duyên với màn ảnh vào năm 2007. Nam diễn viên đã bộc lộ tài năng diễn xuất tinh tế, sâu sắc và chân thực của mình. Điều đó đã chinh phục được vô số khán giả và góp phần khẳng định con đường sự nghiệp mà anh lựa chọn là vô cùng đúng đắn. Âm nhạc là một phần không thể thiếu. Kim Jae-kook sinh ngày 2 tháng 4 năm 1983 tại Seoul, Hàn Quốc, nhưng lớn lên ở Nhật Bản. Do bố anh là một nhà báo, ông buộc phải đưa gia đình di chuyển liên tục qua nhiều nước. Khi trở về quê nhà học tiểu học, Kim Jae-kook từng gặp khó khăn với tiếng Hàn. Anh tự nhận mình không phải là một học sinh gương mẫu, anh ghét đi học và điều khiến bản thân anh thấy thú vị nhất ở trường cấp 3 là việc mình có thể tham gia vào ban nhạc. Có thể nói, âm nhạc chính là một trong những niềm đam mê lớn của Kim Jae-kook. Anh từng có cơ hội tham dự chương trình Idol Club của đài MBC khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng sau đó đã thẳng thắn rút lui khỏi chương trình khi được yêu cầu phải từ bỏ rock để theo dòng nhạc thần tượng. Nhờ vào ngoại hình điển trai của mình, anh bắt đầu làm người mẫu cho các tạp chí và xuất hiện trong các chương trình thời trang. Nhưng không vì vậy mà anh từ bỏ niềm đam mê, niềm âm nhạc của mình. Kim Jae-kook đã thành lập một ban nhạc có tên gọi One Rose gồm 3 thành viên. Trong đó anh là giọng ca chính khi còn là sinh viên của Học viện Nghệ thuật Seoul và One Rose vẫn còn hoạt động đến bây giờ. Sự nghiệp đầy thăng trầm của Mỹ Nam và người mê. Xuất thân là một người mẫu, chẳng trách Kim Jae-kook sở hữu ngoại hình cực phẩm từ gương mặt, thần thái cho đến vóc dáng. Đặc biệt là đôi chân dài thẳng tắp cùng bờ vai rộng như Thái Bình Dương, Kim Jae-kook nhanh chóng được các nhà làm phim săn đón. Năm 2002, anh ra mắt với vai diễn là một thành viên của một ban nhạc độc lập trong bộ phim truyền hình của đài MBC là Jeweler of Joy Awards. Tuy nhiên, anh nhận thấy việc diễn xuất là quá khó và không phù hợp với mình nên đã từ bỏ. Sau vai diễn đầu tiên này, nam diễn viên quyết định tập trung vào sự nghiệp người mẫu trong 5 năm. Sự nghiệp diễn xuất của Kim Jae-kook chính thức bắt đầu với vai diễn No Seung Ki trong bộ phim truyền hình đình đám Quán Cà Phê Hoàng Tử dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Lee Seung Mi. Bộ phim với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Chun Yun Hee, Gong Ju, Lee Seung Kyun, Cha Jung An, Kim Dong Kook đã trở thành hiện tượng châu Á và được đề cử phim hay nhất ở lễ trao giải MBC Drama Awards và Baekhyun As Awards lần thứ 44. Vai diễn tiếp theo của nam diễn viên là vai phụ trong truyền thuyết Jung Mong 2, Vương quốc của gió. Một bộ phim cổ trang của Hàn Quốc lấy bối cảnh về thời kỳ Tam Quốc và kể về cuộc đời của những nhân vật lịch sử nổi tiếng. Bộ phim được chuyển thể từ một bộ truyện của Kim Jin và được đạo diễn bởi Kang Tu-su. Nó là dự án phim cổ trang được đầu tư rất kỹ càng khi quy tụ hàng loạt ngôi sao gạo cội như Song Ah-won-kook, Choi Jung-kwon, Park Kun-hyun và Han Jin-hee. Dự án mở màn năm 2009 của nam diễn viên là An Tae-kyun với sự tham gia của hàng loạt các tài tử là Ju Ji-hoon, Jun Ah-jin, Choi Ji-hoo và Cheo Jin-gu. Bộ phim dựa theo cốt truyện từ manga Antiquity Bakery của Nhật Bản với phần nội dung được xây dựng hài hòa, đa dạng, mọi thể loại từ đồng tính, tâm lý tình cảm, hài hước đến trinh thám kinh dị. Antiquity là một thành công lớn khi đạt doanh thu gần 6 triệu đô la và được mời dự liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 59. Đặc biệt, đây là vai chính trên màn ảnh đầu tiên của Kim Jae-kook. Không ngoài mong đợi, anh đã có một màn trình diễn xuất sắc và giành giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Korea Entertainment Award lần thứ 16. Không ngủ quên trên chiến thắng, anh tiếp tục tham gia vào hai dự án phim truyền hình ăn khách là Bad Guy và Anh Ấy Là Chồng Tôi. Tuy chỉ là vai phụ nhưng diễn xuất dày dặn kinh nghiệm và ngoại hình đầy nam tính của anh đã thành công chiếm trọn cảm tình của khán giả và người hâm mộ. Sự nghiệp đang trên đà đi lên của Kim Jae-kook bị gián đoạn khi anh phải lên đường nhập ngũ vào năm 2011. Tưởng rằng diễn xuất của anh sẽ bị mai một sau 2 năm vắng bóng, nhưng nam diễn viên đã khẳng định vị thế vững chắc của mình bằng những màn trình diễn hết sức thuyết phục. Anh trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn đặc vụ Lee Hyun-jun trong Who Are You, một bộ phim với thể loại hình sự kinh dị và đóng cùng các diễn viên như Ok Tae-kyeon, So Ji-hoon, Kim Jae-won, Moon Ga-young và Choi Woo-sik. Năm 2014, nam diễn viên tham gia vào bộ phim Cảm ơn Thời Đại, đóng cùng các diễn viên nổi tiếng như Kim Hyun-jun, Im Soo-hyun và Jin Se-yeon. Cảm ơn Thời Đại dựa trên bộ truyện của tác giả Park Hak-gi với nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu, tình bạn và lòng yêu nước của người trẻ tuổi ở Hàn Quốc vào những năm 1930. Bộ phim được đầu tư kinh phí lên tới 14 triệu đô la, nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Nhưng đáng tiếc, Kim Jae-kook đã phải bỏ dở quá trình quay phim vì một số lý do cá nhân. Anh chỉ góp mặt trong 8 tập đầu tiên. Anh tiếp tục thủ vai chính trong bộ phim hài Plain Crossing vào một năm sau đó, kể về cuộc đời của một nhà biên kịch có sở thích tình dục kỳ quặc. Diễn xuất mới lạ và hấp dẫn của nam diễn viên đã tạo nên sự bùng nổ của bộ phim, đặc biệt trong những phân cảnh táo bạo. Sản phẩm tiếp theo góp phần nâng tầm tên tuổi của Kim Jae-kook là bộ phim Công Chúa Cuối Cùng, đóng cặp cùng quốc bảo nhan sắc xứ sở kim chi là Song Jae-jin. Bộ phim đã trở thành bom tấn phòng vé
và thu về hơn 40 triệu đô la trên toàn thế giới. Cùng năm đó, Kim Jae-kook cũng đảm nhận vai chính trong bộ phim Two Rooms, Two Nights. Anh vào vai một đạo diễn phim nổi tiếng đang cố gắng duy trì hai mối quan hệ bí mật với bạn gái cũ và bạn gái mới. Bộ phim không tạo được tiếng vang lớn, ngay cả sự thể hiện của nam tài tử trong phim cũng có phần mờ nhạt và không được đánh giá cao. Không để khán giả phải thất vọng quá lâu, anh đã lấy lại phong độ của mình ngay sau đó với vai chính trong bộ phim lãng mạn Another Way, bên cạnh nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn Seo Ye-ji. Phải đến giữa năm 2017, siêu phẩm trinh thám Voice mới đánh dấu bước chuyển mình đầy mạnh mẽ của nam diễn viên, đưa tên tuổi anh vào hàng ngũ những ngôi sao hàng đầu làng giải trí Hàn Quốc. Bộ phim kể về câu chuyện hai điều tra viên Moon Ji-hyuk, Jang Hyuk thủ vai và Cao Kwon-ju, Lee Hana thủ vai. Liều mình điều tra về tên giết người hàng loạt đã sát hại người thân của họ. Tên sát nhân Moon Tae-woo do Kim Jae-kook thủ vai đã khiến khán giả đứng ngồi không yên với vẻ ngoài đầy lãng tử và trí tuệ thiên tài của mình. Anh được giới phê bình đánh giá là nhân vật phản diện huyền thoại của màn ảnh Hàn Quốc. Thành công nối tiếp thành công, vai diễn doanh nhân giàu có và lịch thiệp của anh trong Nhiệt độ của tình yêu đã nhận được vô số lời khen ngợi và sự công nhận của công chúng. Bộ phim là bản tình ca ngọt ngào được chấp bút bởi biên kịch nổi tiếng Ha Myung-hee cùng với sự tham gia diễn xuất chính của ngọc nữ màn ảnh Hàn Seo Hyun-jin và ngôi sao mới nổi Yang Se-yong đã làm xao xuyến những con tim đang thổn thức. Năm 2018, anh lần đầu thử sức với sân khấu trong vở nhạc kịch Amadeus cùng Jo Yoon-suk và Kim Sung-kyu. Với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, nam diễn viên đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình và nhận được vô số lời khen ngợi. Anh cũng tham gia vào dự án phim của Nhật Bản vào cùng năm đó với tên gọi Butterfly Deep cùng với các diễn viên hàng đầu xứ sở hoa anh đào như Miho Nakayama, Masanobu Katsumura hay Hisekazu Mashima. Đây là dự án phim Nhật đầu tiên của Kim Jae-kook và anh hoàn toàn đáp ứng được sự kỳ vọng của khán giả đối với lối diễn xuất được đánh giá là có chiều sâu của mình. Sau đó, anh thử sức với thể loại phim viễn tưởng với vị khách, một tuyệt phẩm kinh dị của đài OCN với sự quy tụ của nhiều diễn viên đình đám như Jong Eun-jae, Kim Dong-kook và Park Ho-san. Kịch bản phim được xây dựng rất chặt chẽ, logic với mỗi tình tiết gây cấn kịch tính trong từng phân cảnh. Kết hợp cùng với sự hóa thân hoàn hảo của cả dàn diễn viên chính lẫn phụ đã tạo nên sự mê hoặc của vị khách. Sau thời gian dài chuyên trị những vai diễn nghiêm túc, bí ẩn, Kim Jae-kook khiến người hâm mộ ngạc nhiên khi nhận lời đóng một vai hài hước nhẹ nhàng trong bộ phim tình cảm Her Private Life. Không để khán giả phải thất vọng, Kim Jae-kook đã hoàn thành vai trò của mình trọn vẹn đầy cuốn hút. Trong phim, anh vào vai Ryan Gore, một người nghệ sĩ nổi tiếng có mối quan hệ tình cảm mập mờ với người phụ trách của bảo tàng nghệ thuật Cheom là Song Deok-mi, Park Min-young thủ vai. Bộ phim đã tạo nên một cơn sốt khắp châu Á và trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất năm 2019. Phần lớn nhờ vào sự kết hợp đầy ăn ý của hai diễn viên chính đầy tài năng. Hiện tại, nam diễn viên chưa tiết lộ các kế hoạch hay dự án phim tiếp theo, nhưng với chắc chắn khán giả và người hâm mộ sẽ không bao giờ phải thất vọng với tài năng diễn xuất đỉnh cao của Kim Jae-kook.